thì mới vô biết sao. Bình thường thì là được. Sợ mày không cân nhắc đến bậc kia đó. Chắc không? Qua đi cho Việt Nam một lát. Latin Vien. Hay xin thì đã vậy. Chết bot chứ cái cửa một này một a cái cửa chứ là cái gì nữa. Hey. Chưa hai hai đỡ hai. Ủa ba kìa. Đợi ủa sao này dám vậy? Vẫn quá tí đông rồi. À thằng két chưa có về. Stick chắc nhìn mệt quá. Thôi chị không quên chị lóc nó không được. Lóc có kỳ á. Ờ. Thôi thôi thôi. Nhìn giả bộ. Trong nó sóc cái gì đó. Thôi giả vừa như mình không quen nhau đi. Tao nhìn mấy cái tà giáo gì đó mà. Mấy đứa nó nghe theo sợ thật. Tà giáo.
sở thích giáo. Thôi 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 thôi, đừng có cãi nó mà. Nói chung là set nào cũng có condition là chắc chắn sẽ yếu hơn, sẽ có condition lúc nào cũng vậy. Chứ làm sao mà nghĩ chuyện để trừ HP cho người đang còn thấp hơn nữa, ai mà dùng. Đơn giản vậy. Stan khỏe mà. Con khỏe thế mẹ. Cái vấn đề sao con mạnh một cái nữa là nó có cái modify mà continuous damage, cái đó nó là modify mới. Nhưng mà cái Satan ở Satan cũng còn đi từ HP trở Trừ sang máu thôi, xây đỡ heo có gì đâu. trừ HP thôi. Cái đó chỉ là speed thôi. Đã có cái phụ tử nhau à? Mà Cái tụi tăng sức khỏe thì Amo mới có cái biết. tụi Đâu tụi nó đâu đang ai khỏe là không bao giờ có cái. cái theo cái cao mới của tụi Hàn á, thì tụi nó nói là cái set Shadowy mạnh hơn set Satan. Shadow thì tất nhiên là mạnh hơn, nhưng mà mệt lắm. Con nào không có màu thì Không, tức là bây giờ Shadowy hồi trước là thua chút, bây giờ nó mạnh hơn. Nó tính là Shadowy với lại 777 với lại Wargot ạ. nó phải mạnh hơn là đúng rồi, tại vì xét đó cái vòng khó chịu của tướng được, đâu phải cái vòng nào có 100% đâu, tùy con chứ, tùy con dùng được. Chẳng hạn cho con vang nó đánh mà giờ mới ra cái vòng. Con gà hả? Con nó cũng cũng có multi mà. Có mà lâu tuyệt đập 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 ra cái vòng mới ra cái vòng, trời tùy cái đó. Đúng rồi, boss di chuyển liên tục nữa. Nếu boss chạy lung tung mày phải chạy theo, mày đập 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 mới ra cái vòng. Nói chung là muốn đam cứ dùng cái Satan cho khỏe, đừng có sách kia làm. Rồi Mac Mac không trigger được cái dòng không? Đúng rồi, nhiều collab rồi, Phanon này, Mac có trigger được đâu. Nên Satan là lựa chọn tốt nhất. Bắn tay cái dòng này. Aris thì mạnh rồi. Nó cũng được, không xét đó có cái Super Ammo tăng đam á, cũng hơi mệt. Nói chung ta vẫn chọn Satan, một cái Có Satan sáu vẫn phần khỏe. trăm thôi, 6% thôi, tất nhiên. 8% skill attack cũng mệt, cũng nhiều lắm đó. Mày đổi một cái setup, cả cái setup thì lại lên 6% đam, thì 6% đó là nhiều rồi. Đúng rồi, nói chung Không là cứ Satan mà dùng thôi, dùng mấy set kia làm gì cho mệt. Cùng lắm ra Mythic thì mới xài, chứ không Mythic xài cái set đó là tùy con á. tuyệt quá, GB dễ bổ nhẹ. GB lướt Bấm tới lướt lại. lui cũng kiểu dùng set Shutdown thì cũng mất cái vòng. Không không. Aris. Xài chạy. Bấm rít quen. Bấm rít quen. Bấm rít quen tay. Bấm được. Tính ra không có bao nhiêu skill chứ. Không có nó thì có nhiều đâu, chẳng mày thích mày kiểu mày múa múa gì đó thì mày mới tăng nhiều, chứ có nó có gì đâu. Để hai weapon lên này, để cái lướt lên này là xong rồi. 45 với lại hai ba cái lướt và xong. Cái nào đam to để lên, cái nào đam nhỏ để giữ. Đâu có, ý em là mấy cái nào xài thường để lên ba cái lướt, tại vì cái cooldown nó lâu để dưới thì manual. Không cho dùng A3, dùng A1 cũng dùng A3 nhỉ? Đợi bất. Mà con kia thì được. Không hiểu.
đợi bắp đi. Còn lâu, 1 năm nữa, 10 tháng, hàn 6 tháng. Ông nói chứ thường mấy cái bản bắp nó đem về lẻ lắm, Mà thường nó gom có, lên. tôn lại làm mui non thôi. Có chắc là mui non hoài mấy cả. Thực ra balance set epic bây giờ cũng được. Có lây mới. Không mà buff epic lên thì con nào cũng phải lên được sắp 17% cam. Không không tốt, không Tùy không tao cũng đúng nghĩ rồi. là tại vì đâu có phải ai cũng dùng setup của dân đâu. Và nó có cô đâu mấy bạn. Bây giờ nó bốc mặt 5 năm là legit lắm chứ hả? Nhiều nhiều con. Còn đi chứ? Đâu vậy? Xong nè. Bây giờ thậm chí mặt mặt Prospero 5 năm cũng được. Một đống speed. Không, nó cho thêm modify luôn. Nói chung là Chị tao cần một cái calculator mới thì mới biết lên bao nhiêu chứ. Ngồi đi lắm. bây giờ chỉ né một set duy Tao nghĩ nhất là thôi. một set sẽ lên bằng set Satan với cả set Bon này hơn nhau tầm 6% đam thì mấy set kia thì cũng lên tầm đó thôi. Chỉ có một set duy nhất là này cần né thôi, đó là set flow. Flow tùy collab, tùy build, nói chung tùy con. Leverage. Leverage. Con ấy đâu ta? Chị đi bên phải. Bút vẫn còn hả? Nhiều đứa vẫn còn bút hả? Hình như sạc stick rồi. Đánh bình thường. Hot press mà nó đổi cha là hết nghe bất rồi. Chỉ là bằng cứu trùng sao tim không có đam rồi vô điện này ồ mà thấy gì không thấy gì không chết. Bác đánh mãi cái vòng nó to ra ông quá mà chạy xuống. Con máu xuống mình bác cũng bị vui. Nó bốc cả hai set, nó nói tụi nó nói set cắt được cái nên số 2 cũng là top thì bằng với con ấy bằng ấy luôn bằng với qua gấp giờ đắt được cái 1 dạ vậy còn lâu đánh chết đi đánh đi kêu vô lô xì rồi được và đi ra. Cái gì? Có cứ đi bị điện sao? Có đâu? Thank you.
xong rồi, proxy xong rồi. Chắc cũng đau luôn đó. Cô đau. Họ lắm cách 40 giây. Và tao 40 giây. 40. Đợi. Còn 15 giây kìa. Start luôn nha, 15 giây hả? Vô luôn đi. Ngoài xong chưa? Xong rồi, xong hết rồi. Ready, Roshi. Roshi rồi. Đáng lẽ 5 giây là start được rồi, Roshi nó dễ chậm rì rồi. Hôm nay mệt quá luôn. Đang bốn mảnh này. Mệt quá. Bên xui, tùy có AB hay không? Mở pot hả? Thiếu 20 cái nữa. Trời ông có em ở nhà nghèo. Em ở. Nhà nghèo. Quần Roshi hả? Đắp mẹ nó rồi. Ồ, nhà nghèo. Má nó mở ra cũng vậy à. Đắp mẹ cái quần rồi. Địch luôn. Mở cái pot thì được một xu. Cứ để làm gì? Cái set đó dễ ra, kể cả dễ ra thì bot chạy thì mày cũng phải block lại à. Có cái buff đó nó còn tồn tại 10 giây đúng không? Ờ. Chết sao đau thì cũng được. Xui. Nói chung là tao không thích mấy cái set block, kể cả chơi những con block. Cái gì? Những cái set block đam con như xuyên tao không thích. Vào đam mầm nó xong. Ờ, không, cái set set Roshi thì đâu còn rock, nó sẽ đờ set Roshi. Nói vậy, thích bữa nào mệt lắm. Ờ, đi ra sao đi. Ủa, ai ao vậy? Thì mình bắt ao làm gì? Ủa, chú vào chưa? Cái Eric mà chưa vô nó hay gì mà. Đâu Eric vô rồi. Chú đâu có chưa vô. Chú vô rồi á. Qua channel 62 coi như bây giờ chạy chạy heo hay là chạy scam bro ra. Sao tự dưng thiếu synergy nè. Từ thay đổi synergy đi. Ở John đổi synergy luôn. Chí con này xong rồi đúng không?
chỉ có hai con là không xong cái gì nữa. Mấy con kia tự bóc. Chí còn chạy có DK nó cũng được. Darknight à. Akana này con blood cũng được mà. Blood được mà. Con gì? Blood của nó full đồ đó. Không biết đâu. Đam chưa được trăm trăm bill nữa. Thì phải. Không rồi. Đi synergy xin bất cũng dễ lắm. Đồ đồng chí thực ra bọn nó không biết cái mày bao nhiêu billion đâu. Cứ vào apply được rồi. Ai quan tâm đam mày được nhiêu đâu. Synergy thôi mà. Không, thực ra đồ mày thế là legit rồi. Vào bắp nó có gì đâu. Ticket coi. Priest nhago? Má chúng mày chắc vui đi má chắc cái con mở ra mở vào đọc mệt quá. Hop đi làm đúng không? Để xem dây tới à, 6 giờ là stream đúng không? 6 giờ. Đi lẹ. À, đi có 4 phép sao mà 2 tiếng được còn không? Mình đi lẹ lắm. Riêng cái vụ chờ người xong mà tí kíp hết mẹ 5 phút đồng hồ. Hai. Đi. Rồi 120 hả? Chết. Từ 80 bill full đồ lên 120 hả? Nhiều. Nhiều mà, full đồ lên nhiều mà. Rồi mà nó có mythic nữa. Nó có, con nào cũng có mythic á. Mày có thích vãi. Nó nghe buồn dễ, dễ sợ. Như tạo được 5 mythic rồi đó. 4 4 có 4 hả? Cũng thuộc dạng nhiều mà có dùng được quái đâu. Cái thằng nhiều nhất em biết nó được có 51 cái hả? Đứa nào 51 cái? Thằng Reaper đó. Nó chắc nó heo mấy con, chắc có phải heo chục con ha. Một đống. Nó giàu vãi. Thằng đó hả? Khoảng 10 12 tới 15 con. Mà chơi đấy. Hơn. Chơi đấy mày hả? Cái thằng kiểu thằng nào ta? Biết tinh thì nó còn phê người chơi. Chỉ biết vậy hả? Bao nhiêu? Trả nhiêu? Ồ, chậm tháng rồi á. Chậm một tháng hả? Bọn không đúng, không đúng không? Lúc mà phải được nhiều hơn đúng không? Chăm chắc một nhiều hơn á. Đi làm thêm một... Mày làm thêm bao nhiêu? Lúc được ngàn không? Anh vừa đi làm biết bên không biết bên New Zealand nhiều bên này lương cơ bản lương thấp nhất cũng phải bao nhiêu ta giờ nó là 19 đồng mà 20 đồng một giờ tính tròn đi. Rồi hả? 20 đồng một giờ mày đi làm ngày 100 đô rồi. Tức là lương cơ mức lương cơ bản thấp nhất đó chị.
Ừ thì rồi, bảo ý là một ngày 8 tiếng phải được 160 rồi đúng không? Có đóng Thì thuế đó, đóng thuế mà cũng, nhưng mà dưới dưới à? tùy dưới bao nhiêu ta, 19 hay 10 ngàn đó thì nó coi như chị lấy thuế lại hết. À cũng giống như Việt Nam ha, cũng phải đóng thuế nếu quá trong mình một cuối năm, nếu tổng tổng thấp hơn mức quy định là được trả, nó hoàn Nhưng thuế là mà được trả. cao hơn nó cũng được trả, nhưng mà trả không có trả hết. Ấy làm thêm còn có thưởng Nếu làm tốt có thưởng chứ chị. mà chắc trả đóng tiền học luôn ha, nhiều tiền học tiền nhà Thì nhà mắc lắm chị ơi. tiền nhà mà. Nói À chung tùy, tùy cho chị ở đâu. cái nhà dạng như nào. Ờ Ông có tham cái thời gian đâu mà học, nói là overtime ngày 8 tiếng quá cha đi làm. giống như chị lúc đó chị đi bên Nhật cũng giống vậy thôi chứ gì. Còn làm tiếp hơn bọn mày, hồi đó tao còn đi làm đêm nữa, làm đêm luôn, là có Ừ. hôm làm ba việc. Thì đại khái giống giống Chỗ nào cũng thằng giống, lập rồi. nói chung thật ra là đi du học nên kiếm học bổng hoặc nhà đầu đi chứ rồi đi tự túc mệt lắm. Không nhưng mà phấn Mày đấu có cũng ý nào không? ghê. Phấn đấu chưa sao vậy, còn tụi nhà giàu thì thôi đừng có bè. Còn nhà nhàng nhàng lên kiếm học bổng, ý đâu? À chỉ nói chỉnh đấy. Xong chưa? Nói chung du học bây giờ ta thấy học ở Việt Nam còn hơn á. Nam giờ cũng quá không, mà Việt Nam đẩy trường quốc tế là Vin nè, có tiền học Vin nè. Vấn đề nó mắc ngang bằng đi du học hết chứ. Mà đâu cần nhà mày, tìm mục đích vào môn học không, mà thấy giáo trình Việt Nam là ok mà. Thì thực ra là thằng nào nó ấy thì nó kiếm liên thông á, kiếm trường nào liên thông học lên Reddit này, học Reddit này Bạn em học Reddit mà, em biết mà. đốt tiền quá cha. À, mắc hơn học bên em. À, thì chả cần biết mày học ngu học giỏi mà nghe nghe học từ đó đã thấy. Học thì khá là có thằng giàu và đó học, ta thấy mà đúng mà đó học thật, mà nhiều đó học Nhiều đứa học tập cũng nhiều đó chơi, chơi thiệt. trời ơi. Học thì môn bao tiền á, đấy là đồ, đồ một một học kỳ bao nhiêu, Tính khoảng 100 triệu. Khoảng đó. cầm bằng đó đi xin việc dễ không ta? Chị hỏi em có biết. Tao thấy mà nó học được vài học kỳ chúng nó đi du học hết à, nó học liên thông qua bên Úc đúng không? Melbourne. Không, tại cái
Chi nhánh ở Úc thôi, chi nhánh của Remit ở Úc. Chính nó ở đâu đã? Ở lột thì là 20 triệu môn đúng rồi. Đỏ cho tên lắm 30 này 20 này tên lắm đi này ta vô đi thì nó kiểu đó của Úc mà ở trên đó của Úc mà đúng không kiểu đó là của Úc á học đi như là cũng tịnh này cũng kiểu to tướng nghe nói nên em không biết chất lượng của Vin thế nào trường chất lượng Remit thì ok tại nó cũng thế thì nó tha nó thích đầu tư hả đầu tư quốc tế thì ok học 100% bằng tiếng Anh mà đầu vào hình như là IELTS 600 thì phải 6.5 6.5 6.5 ở trường kinh á quay quay clip mà ô tô vào đi mấy vòng trong đó mới đi hết cái trường không em vô rồi đó không em vô của cơ sở của Sài Gòn rồi cũng đâu có gì không cái trường Vin mới 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 xây cơ đấy kìa à cái trường trường à. Vin thì không biết Remit thì cũng nó bự nhưng cũng không bự lắm đâu cái trường quận 7 vô rồi không nhưng mà thấy mấy cái chọn mấy cái đồ án chúng làm á mấy cái môn kiểu là môn gì ta môn gì quên mẹ rồi nhìn nhìn hay ho xịn xò không mà đi ship ship đồ án những cái trường viên nó cũng trong mệt đại bút tất cả tiền tăng ship đồ ăn không có trường có rộng lắm á mày thì lái một vòng nó nằm ở đâu Sài Gòn biết rồi mà nè biết rồi mà nó nằm ở khu nào còn mấy có Sài Gòn Sài Gòn ở đất trung tâm làm gì có đất nữa mà họ có thấy cái ấy nó rộng hơn chứ cái trường người bé à mà không biết học như thế nào ủa xong chưa vậy để qua luôn chưa lâu rồi vô này mẹ chỉ có biết đi không mày trời ủa trí nó cũng đi ấy mà bóp mà đồ đó chắc 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 bóp mày nghĩ nó có đánh không hay nó chạy không biết phải hỏi nó ở trong bên bác biết rồi có một cycle đâu mà bắt biết không có chút xíu quá chạy vào giữa chạy vào giữa đi đâu vậy chạy vào đánh mấy đứa tôi ready rồi tôi ready rồi bằng nguồn kia bao nhiêu đây? Chủ đỏ bao nhiêu đây? 50 đây.
cái gì mà chạy không ra gì trên trời. Cửa này cũng vậy. Mát đi. Quá chạy hết cái FB không thấy gì hết trời. Qua này sắp xong rồi đấy. Qua này. Bắt ít đam coi chí. Phải GAV đấy. Ba sáu tỷ tám, anh 3 tỷ 8. Không phần trăm. Ủa sao anh bắt sẽ được 2 lần 3 nè. Rồi đi sát đi ta. Chứ không phải cho chết nè. Cái gì? À. Ừ, có mà có link official đó nhưng mà nó bị delay mấy giây bao lâu á, tôi thích thì là không không delay. Mở post coi đâu chị miền mà mở post con nào vậy. À quần Rosie. Rosie nghe đồn biết bây giờ lại ba set. Lại ba set thôi dẹp mẹ đi. Tao cũng chưa muốn ép tại vì bây giờ ép xong thì lại phải nhớ drop thì bị. Đúng rồi, chưa có miếng thích ép vào mệt lắm. Đổi đồ tùm lum mà. Đổi hết một loạt mệt. Con nào có người ta mới ép. Có gì thì ép nó mẹ, mày mày chọn chắc. Ai nói gì? Vào này. Được thôi, kinh là con nào. Tích đổi đổi xe nữa thì Robo chờ tí nha, không biết có slot không đấy. Có nó mặc cái đồ gì đây? Không đồ xịn. Nhìn thì có vẻ ly chuyện. Không thằng stick thì nó biết chơi, nó biết lên đồ, mà cái thế giới quan của nó ta không thể hiểu nổi. Nó thích chơi mình một kiểu á. À.
mà khổ nỗi là nó có đồ, nó mi mắc đầy đủ nhưng bọn kia không có. Theo bọn kia nó chơi kiểu nửa mùa, nó chơi được như nó đâu. Mày nhìn còn ai mày ở đây nữa. Con nào cả đi đẹp. Còn chu đã full này. Chết mẹ lại kiểu synergy này. Quá cái gì? Cái con GV sao áp rồi, GV sao áp. Nó máy thì em xóa. Cô Linh sao áp được, cô Linh còn xin gì đúng không? Thiếu hai xin gì lận á. GV có đi con FP không? Cô Linh swap đi, cô Linh swap lấy một party đi. Cho Chu đi green thỏa mãn ước vọng. Green với, em ở đó đi. Ủa sao? Vậy là green không không mấy đâu. Thôi kệ mẹ nó có tru à. Đủ đam không? Không mấy em swap Cần gì đùa ấy, không thì phải anh em đổi đổi có 5 mít đi là được. Và mít lấy ai ta, Amon đi để dồn lên kia carry team đó. Hết rồi em không ấy thì tắt tim ít rồi đi đổi à, Hamon lên, Hamon đấy, rồi Hamon thì hơi quá. đổi Hamon lên trên, đưa 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 taxi xuống Hamon tính ở làm được được rồi. mà, để con ấy lên đó cũng được, tích ra ok mà. Kệ đi, người đi ok, kệ đi Mà green mà. thôi để đắp carry đi. Đám mà Tại thầy chưa có mythic. thầy Minh Nam mà, con nó khỏe mà, 250 mày, Em cũng chưa có mythic. gần 300 á, cũng nắm chu chết có gì đâu. Rồi mày Rồi, lấy tạm hai biệt người đi. Chu. Tạm biệt Chu. Nay có dây 5 Có. Chúc mà không biết nay hot kêu hết. Chúc em à, hết chị. kêu skip một giây mà. Mẹ. Tụi nó họ sợ hot rác như gì, sợ như sợ gì. Chào trứng hay vậy, chào trứng mua đâu mà mày, Cái gì? chào trứng cái của phần avatar Cái chảo trứng hả? à. Cái đó event ra chứ mua đâu. Hay đấy. Ê, bên 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 hàng có mấy cái tình nhìn thấy, có cây ngô này, có cây ngô. Có cây hành nè. Nhiều cái nhìn mắc cười lắm. Cái này chắc cũng học học nghe nhạc nữa hả? Anh À. có cái cũng hay nè. Ừ, cái hành để trên cái mon nó chơi coi nhìn vui lắm. Không hành cho bọn quy tầm á, nó thành cái hành cháy. Nhưng quy ta có cái đó. Chắc là bọn này nó lười cốt hay sao, nó ít khi mang đồ bên Hàn về lại đấy.
Không rồi chị. Không à? Thì nó ok mà. Cứ ba đứa hai, ba đứa 200 mình chơi được không? Không. Ở chỗ update con tuần mới ta. Là muốn có pha cái từ ba pha cái từ. Chắc phải 2 tuần nữa. Ừ, một tháng biết update một lần. Thế là up up cùng bọn Zebra. Fbrias. Con đó ta A nhìn chán mà mẹ. Bởi vì mới phải có cái theo talisman. Không, con đó vào tí nó thả bot chạy vào. Nhìn chán nó, con nào thấy y nguyên nhau. Sao con kia này? Sao không đúng vào? Còn làm gì? Mày đứng qua đó phải đánh không mày? Còn Golden Gang là mất tích luôn rồi. Chắc lui về hậu trường thôi. Chết mẹ luôn rồi, không thấy đâu. Bữa đó director, bữa đó director talk gì đâu có nói đâu. Không hoặc hôm nay còn hôm nay nữa mà. Để coi. Ờ, mà thấy không thằng nào dịch cái director talk. Ủa, con hobo làm cái quần què vậy? Đọc echo vậy chứ? Ờ, xây đâu đó ok mà. À, à không, 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 tôi nhìn nhầm. Bát được cái đời. Đúng. Thì đời muốn chép một món. Nhiều với một Weapon Master mắc tôi nhiều Prince mà phải 40 cỡ 40% á. Tao không có đồ hình như là tao có được 80 rồi 70 rồi. Cái mắc cái mắc buff swap của nó là 20% rồi. Nhưng mà con nó mấy rồi con cái nó cái phọt hết 20% nữa. Mấy hơn cao hơn thì đeo được nhiều strength. Nội cái override buff của nó không 20 cấp là 20%. Không mấy con nó sướng mà build build ammo mà không phải đổ nhiều á. Kiểu mấy con creep thấp cứ phải đổ đi đổ lại. Tùy xét. Trời. Đi edit lại em. Ê. vui lắm, thường mà nhiều khi qua xem đầu 62 gặp tụi nó gặp tụi Vaga mắc đồ mà sắp 92% crit. Ôi cười thế mà. Vaga crit thấp mà. Nó không có cái buff crit nào luôn á, tức là 92% tức là vô được vô đơn là 92%.
trừ cái 5% cái passive của base F-player thôi. Còn con Swarmaster thì nó được tới 60% crit này, được cái buff của nó không? Con Rush cũng khỏi cần engine crit luôn. Hoa bị fail gimmick. Vẫn đi nhanh phải. Không, dạo này càng ngày càng nhanh. Đâu có ép chưa đâu. Không, mà thực ra là tôi thấy nó lên cũng không có nhiều lắm. Không nhiều bằng hồi vừa đây lên nhiều. Lên có Hình như 7% một mà tăng weapon hình như là 8% phải. Brave weapon lên Một 8%. cái nhẫn á, cái nhẫn lên nhiều nhất á. Cái nhẫn lên 6%. Xong là lên 6% rồi. Bằng một mảnh siêu khô của nó. Đâu có, hai mảnh Seraphim mới là 7% mà kìa. Đúng rồi. Đó, nó đi hết mà. Tại vì 5% với 5% nhưng mà diminished Tại vì cái raw ram của cái cấp này nó to nên bọn mày đáp một cái lên nhiều thì nó to thôi chứ. Đúng rồi, ba Roshi thôi. Ôi mà mặt Rosie thấy tù tù. Nói chung là Roshi hên xui lắm, tại vì chưa biết lấy mới nó như thế nào cả. Nó ra kiểu ai nữa thì Roshi Tối Tối nay biết cơ red mới là nó ra kiểu gì. Gửi xong báo nha. Xong rồi chị ơi. Đúng rồi, không mặc áo. Thường cái slot áo dễ dễ nhất hơn. Còn ạt thì mặc bên cái ạt sập thì mặc 222 được. Tất nhiên ai điên mặc cái áo làm gì mày, không có mi thích mặc cái áo tự sát không. Không, chủ yếu là tại vì cái slot áo nó dễ Áo để dễ dễ mix hơn. còn lấy đâu ta. Level Hãy
Chắc là mai có lại có chuẩn bị gọi hồn Nepo nữa. Tại vì trên website nói là bắt tới ngày 26, hết ngày 26. Với cơ nhập. Anh bắt xong bơm máu lên. Anh bắt trở lại là hết máu rồi. Ai biết thằng xui xui thấy chạy không ra gì chứ. Rosie ready. Xếp cooldown đi. Lâm vậy hả? Em 25 giây nữa không chị? Thì hai đứa kia đi chưa? Rồi đó, Rosie đó, Rosie đó. Em nói rồi, kêu 45 để hiện canh, bút canh 50 giây luôn rồi đó, chịu heo. Yếu yếu rồi. Mười một phần trăm là hả? Có gì ấy? Chưa biết. Có gì bỏ chú reset đi. Có reset cũng không được. Orange, yeah, orange. Ok. Ê, 7% nhé. Cố lên, cố lên.
như biết tầm mục đích. Nhảy luôn hả? Bị mic nhóc rồi kìa. Ủa? Ba cái gimmick liền liền không có đi bếp thơm luôn. Đấy, 25 giây còn đã bảo. Bếp thêm một phút nữa nè. Vâng. Rồi, rồi. Không có tao vào, của mình chết. Xong rồi. Em mình lại thú vị. Đó là cái gì? Ai vậy? Hay được Rodot John được cái đó hình như là next. Trả được cái gì? Ai chết vậy? Đừng chết nhiều vậy. Thế còn dưới nữa đúng không? Còn con à, con mic của chị đó à, ngồi xem ấy thôi. Còn đi lấy chán mà có cao su khác gì ấy đâu. Không, bọn Chini hay mua ấy, mua gì mua mấy cái đồ bao cộng 4 cộng 5 để đi 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 local à, tụi nó mua có thằng rau mua Perfect Control luôn mà cộng 5 á. Mấy đứa mặc hai bớt không năm 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 chúng nó không bớt không à. Con nào anh bắt cũng có ít phần rồi, trừ con GB vậy, GB chưa có, DS có rồi. Con hô đâu, vào này. Chí đó, chí có đi không? Không biết có đủ số đó không? Chí chào chí nha. Mình là tắt thở đấy. Vào hết chưa mọi người? Hết là chí vào là đủ đấy. Chí với cả hobo. Đéo biết con đủ quấy không? Không biết, em cứ vào rồi đã. CD đó. Con CD đánh cắp tên của chị mẹ này.
kiểu xây đó. Có xây. Còn ai có chưa có ai chưa đổi xây đó? Cô Linh Lý đúng đi. hả? Chí đổi synergy đi. Ủa, Trí nãy tưởng đi bắp bắp rồi chứ. Chả thấy là ông đi được. Một đứa phải đổi xây đò nữa. Không có xây đò. Cô Linh đi xây đò rồi. Cô Cô Linh đi Linh xây tới. đò dây 2 dây 3 rồi đó. Ủa thì sao? Bảo John đổi đấy. John, John gọi xe đợi. À, 9 giờ 56. Tôi nghĩ thường thế đấy, bảo đổi đổi liền. Thì từng vớ được anh nó đi đi dây với bọn bọn châu Á. Không mà nó phải cũng đi họp giờ. Ok, Kiểu gì ấy, sao cái giờ này ta vẫn thắc mắc ạ? giờ này mới là 5 6 giờ sáng vậy, Ồ, bốn năm giờ nó sáng sớm không? Nó dậy sớm không? Giờ con legal hoa con hoa này đâu mở ticket coi con ho nên cách đắp chỗ dậy. nên tịch đặt. Hello chú, hai chú À, start ai được bình chu cái rồi. start được này. Ủa anh bắt hai cái mảnh nét này hả? Sao xong chí đi với chí với các bạn không chí với con DK Cũng được, đi cũng được, chí DK nhiêu 150 nhưng mà 200 nhiêu mà. 150 đủ rồi. Ừ, đồ đi cá, đồ nó có đồ mà ta. Đủ rồi, 150 đủ rồi. Đi green thừa. Ám ít còn đi được. À, biết. Chắc còn đi được, đổi vị trí không đi được. Thằng Chi nó chờ bao nhiêu đây? Chờ mình chắc 2 đây ha. Em đâu? Cái cửa bị hô hay gì? Ai hô cái cửa? Đoán xem đây có ai hô được. Có hai người hô được mà em không có hô. Mấy vậy? Ba. Để mắt Ồ, 3 2 4. không biết để sao bạn kia đi. Có mình thích là ta mạnh ra hai món mình có đồ đủ đồ hết rồi mà đéo có mình thích. Cũng như dọc cũng như kiểu em có mình thích mà bạn không được nhé. Rồi mình là 3 2 4 một lâu vậy Một lại không biết. Rồi, một kìa, hai rồi. rồi ai là ba? Ba cô, ba là mình. Mình là ba, mình là bốn. Bốn, 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 bốn. Má. Mình là bốn. Thì chẳng Không ai tin chú cả. Chú sẽ 2 lần 4.
Chưa chắc hai lần bố không ai tin được. Để hỏi mình là tài bố. Tao có biết đâu, tao có ném đâu, lúc ấy là vào dưỡng thằng thằng Kyo nó tung chư lên có nhìn hết trẻ đâu. Đâu có gì. Sao lại đổ thừa em mới vô em chưa tung kêu mà. Cô Linh không tin nữa. Cô này mất niềm tin. Ủa sao hôm qua một phòng nữa còn một phòng nữa mà. Chờ nó thả con đỡ phải đây. Chờ tôi chưa gì đang ra chết này. À, vào 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 mày. Ê, có biết đâu. Sao mà mày đứng vậy mà. À mới thấy thì ra cái mày giết qua luôn mà nó không phải đánh không biết con đó biết rồi mà mới thấy cái vụ mà cái con kia nó thả chó không thấy chắc là đi cái này cho mình có đi hoài mà cũng đợi đâu ấy. Không phải nói là không để ý. Ngạn đi chưa ta? Không tí gọi ngạn đi cùng này. Không biết có slot không ta? Có mà. Nút red cuối. Red cuối đúng đâu có gì đâu, không đâu có ai đâu, không có slot. Chua FK đi. Ủa sao sao bật green gì mà revoke vậy? Chết rồi hả? Ra làm sao mà mid A2 được. Ờ A2 sao mid được, A2 là full stream mà. Có mid 3A thì có mid được. Nhưng mà nó có một hit thôi. A2 to mà. Một cái con đó đó có, cái con mà bắn quả bóng vàng nó ấy mà. Con đó đâu có iframe đâu ta. Ủa, on in luôn hả? Ừ. Ừ, đám đâu hết hả? Nó có bớt à? Nó bớt đam mà. Em bảo giờ chúng nó biết bớt rồi ha. Ủa. Thằng stick nó biết bắt ra mà. Đó là thằng chỉ em bắt ra mà. Mày hả? Ờ.
Có chị có cái app bất lần nào cũng dính nha mà. Cái stream recorder chỉnh lại frame rate xuống còn 2 frame per second. Hồi xưa là vui mình có con bớt đầu tiên là con app máy nó cùi quá. Xong nó đem nó kể cho bọn global không có nào tin cả. Hình như con đó là con tuyên truyền cái bớt EB này vậy. Không, cái thằng ấy, thằng tự nhiên thằng quên mẹ tên này. Có thằng trong Discord của EB á. Không, Discord của tụi main May là cũng được mà, đông. Không, cái con EB của Archie là gì? Tên là gì? Không biết. Lâu. Tại vì tụi EB nó kể là có một thằng do là máy nó cùi. Nhưng mà nó, không biết phải. Nó là con Archie. Là con Archie. Mình đã. Nó như con nào? Nó là con tiên truyền đó. Nói chung tất cả tại con khác nó nghỉ game rồi là con tạo nghiệp. Điểm ca của nó mưa nữa. Điều phát hẳn nữa, mình thật. À, đúng rồi đó anh bác. Nó đó. Thì cái đó ấy mà thì là con Archie nó tuyên truyền đó, nói chung là tất cả tại con đó thôi. Nó tuyên truyền cái bug EB đó. Đừng nói xấu cu của mày, khiếp thành cu con GB icon. Rồi, có chị mèn bật mod bot nữa hay gì? Không. Cái này Rockery có 10 giây thôi hả? 15 10 giây. Rồi, 10 giây còn bấm bullet à. Bullet 13. Vì nhiều khác thì có hai cái award kèm. Chua giờ này. Izakuman Kaba. Team Taro dạo này ok nè. Chắc chủ cho một hồi viết khôn nè. Sau bao nhiêu tháng ta? 2 tháng đi đây. Không ít ra chúng nó nghe lời được mà. Let's stay hả? Nhìn mình đi. Đi trái. Đi trái, nó đi phải. Má mày đừng có lát nha mày. Đừng có vô let's stay là được rồi, vô let's stay mới. Không bởi mày let's stay có lát đâu. Không, đi let's stay là lát hả? Gần như là đi 10 trường hợp thì chắc khoảng 7 trường hợp là vô let's stay là lát á. Không, cái lát tèo lắc là lắc ngay cái gimmick 1 là cái gimmick rớt kiếm. Không, thiệt ra cái nào cũng lắc. Quên, cấp này à.
Soul Squad. Bơ máu mới Đổi được. danh, đổi danh bát hả? À, vô kinh nghiệm là chạy ra góc trước đây. Chạy tiếp ra góc. Ờ, Ê, xong rồi, hay hai quá. con, hai con, hai con. Hai lần hả? Rồi đánh tiếp. Hay lần. Khoan, từ từ. Bên kia bên đây. Cái cưng. Rồi mát đó, à, ba tự sát. Ủa, à. Bắt. Mình bắt dùng A3. Proxy, ủa, sớm. Đấy, không cần hôn hôn kích đưa bon đâu, kích đưa bon cái xả đạn rồi. Ủa đứng ờ frame lag. Đánh chị, đánh cho văng ra. Gì vậy? Ba thằng chị, ba thằng chung một cái bubble. À. Chết rồi. Ủa? Qua trong đấy. Red con luôn nha. Ờ... Cuda chết đi. Còn một tốc cực hả? Còn một tốc cực. Dạ. Còn một tốc cực. Chết, đừng chết. Tách luôn đi chú. Chưa biết tới một chút này. Dạ. Cam nha. Ok ba hồi thế thôi, ba hồi thế thôi. Rồi rồi rồi. Ready. Ủa, không đủ một cycle hả? Không, xong rồi mà. Ủa sao? Không đi. Bao nhiêu đen? Y 800 nè. Nhiều vậy. Nhiều ta.
Sao nay đam nhiều vậy? Đánh lâu mà. Ba chưa được 100 view nữa. Má cười vậy đó. Ý, ủa? À. Thấy chưa? Vô on in vô draw là chân lý. Red 5 nè, Red 5 nè. Ủa, cái đồ Roco của mình đâu ta? Đang trộm đồ Roco của chị. Ở đâu rồi? À, tại áp vào cái quần. True đó. Bắt bị chít tao kỳ ba. Ủa? Sao ai cũng tỷ mấy không nhỉ? Nghe buồn. Được má. Mày đam synergy tự nhân đi, nhân nhân đam lên 1,34 lên. Ở em bắt toàn chết người reset à? Còn ai nữa qua đấy. Ờ Chí đâu? Ờ rồi Chu đâu? Đâu mày? Chí ao rồi. Chí ao luôn hả? Hai mươi sáu ở Green Shader được. Xem anh bắt tàn chết như anh sợ này. Bắt đất đâu? Mười một, mười một thì thôi. Không có tay tổ. Đắp đâu? Chị binh đắp giùm em đấy. Đắp thật trầm cảm đấy. Cô lên đi red luôn nha. Chú này. Có rồi. Sợ, sùa mắt. Ok. Daniel Crusader. Cái gì vậy? Nó một cái quần què vậy? Mình thiếu gì? Thiếu một Shader Synergy có chưa ta? Một Shader, một Synergy. Ở đâu hết nè? Thì thiếu, thiếu Shader thôi. Online kìa, nó không biết bao giờ chiếu. Xây giờ. Mọi người cập nhật ấy chưa? Cập nhật đi bên chưa? À rồi này. Ủa sao mày 5 cái hả? Bình thường có 4 thôi mà. Happy ấy nha. Happy Red đi. Được không? Hey, cô Ly.
Xavier cho đi ghét đi. Đâu có, đi God Trader, đi Shipman mà. À, thế để Shipman đi, có speed hơn. John Trader. À. Cái con Shader này đồ gì sao nhận đi green nổi không trời. Nó đồ cái bóp nhìn chán quá. Thôi bỏ đi. Every file. Ê, thằng này được nè. Hina tắt thở được 500 lần này nhiều vậy. Rồi xe đã bóp bự nè, this rồi. Tự nhiên có con Yoko sao nó cứ bị giật giật. xây đờ bự quá nè, ngon. Thằng này nhìn quen quen. Đi. Men 3 trên Maruti kìa. Đó. Shipment xong rồi. Bắn bỏ đi. Hôm qua nó hết bot rồi. Hôm qua nó hết bot lên á. 3 món mà, 3 chất khác nhau. Để đâu rồi. Đếm số rồi. 4. Ai số 1, số 2 đâu rồi. Mình bốn nha mấy bạn, từ từ. Ngay kìa. Hai bát này à. Green green team nó mạnh mà sao đánh cuồng què vậy.
ơi. Ai binh vậy? Dạ. Xong phay một để anh bắt kìa. Cô lên đó. Ta dần mình yêu nhau. Mẹ thôi anh nghe bài này buồn thế mẹ. Hết rồi, nó có tới em coi kỹ này, nó có tới ấy hả, có tới 8 giờ UTC là 6 giờ chiều mình ha, cái 4 giờ, cái 4 giờ gì đó. Lên lịch rồi kìa. Ở gần đây, gần đây gì kìa. Lên lịch là có gì? Không biết. Đấy 1, 2, 3 gì đó này. Update gì đó. Chùi á, dòng phải tao. Mà tưởng anh bác thì kìa. Ủa thằng này tên cái Đúng rồi là đó. quá vậy ta? À, cứu 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 Roco xong giật ghế á.
stream nhé. 10 phút đó. Mười phút nữa. Đẹp đâu. Ở đất đâu?
biết sao được đất cũng như nghĩa. Chưa, 36 giây nữa. Ủa, như kia vậy? Sao free năm cấp đi. Mỗi bậc bé TV của con mỗi. Lia đi Red rồi. Không có gặp này. Chỉ một cái gì đó. Đắp màu đi. Chị coi mà chị không biết là sao. Nó đang đi heo. Rồi giờ coi nè. Thì dựa heo gì tối, bật cái khung nhỏ thôi. Không ăn đi đó. Snack Ủa không biết nè. Tao chuẩn bị ra 500 lít lai rồi nè. Cái gì? Có lệch tiếp lại này. Rồi, rồi. Lát nói gì? Ba đi đã mất chỗ HP đấy. Ủa, còn đó, ở đâu hấp đi sao kìa? Chạm kia.
cá voi này, cá voi là mình đốt đúng không? Ở đó chỉ năm này, ở đó là thằng ba cà ở đó một một bốn năm tôi ở đó một một con năm mình đúc đi ba luôn đi chứ còn gì nữa, đi đi tổng một cycle được thôi nhưng mà đi đi làm chắc không đủ một con người đó một con sáu New York mà New York là gì anh em New York đúng rồi bên đó là Brooklyn New York mà Brooklyn thì New York cái gì có bị đấy nhiều quá rồi cái gì đây 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 à New Vas có thể xem YouTube gì đây ha đã nói là YouTube như check của đi anh bác bát tao vô tay xanh như cái quần vậy để bắt tao xem trước đây nhé không xem gì đây bắt đầu cái link kê lên đấy YouTube gì đây quá chạy chỗ tôi bắt đầu cả
Nhân danh chất thật mà. Đây đâu, sao nó không thấy cái gì cả. Có kẻ mạnh giá. Nhìn có vẻ hoành tráng vậy. Cái lúc cô Ray rất kiểu gì ấy, kiểu như ra cho khó hay sao cho hết ra mồi. Không, thằng này cũ này, thằng này lâu đời rồi. À, thằng kia ở vẫn ở bên VV. Nhảy lên. Nhảy vô, nhảy vô. Lâu hết.
Ô, khoan cái gì? Cái gì kia? True là gatekeeper.